Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ chế chạch để cho nó không còn nhớt nữa nhé. Thì các bạn khi chúng ta mua chạch về chúng ta rất ngại là chúng ta làm chạch ấy nó nhớt nhé. Và các bạn là chuẩn bị cho mình này, trước tiên là muối này, giấm này, giấm trắng các bạn nhé, và bột mì để mình làm sạch. Bây giờ mình sẽ cho muối vào trước để cho con chạch của mình nó sót và nó va chạm vào nhau ấy, nó mạnh ấy, thì nó cho hết độ nhớt đi. Các bạn phải đậy cái vung lại, không có là nó bắn ra rất nhiều đấy, các bạn nghe đi tiếng chạch đấy. Để khi nó sót của muối ấy, nó làm cho cái anh con chạch nó đập vào nhau ấy, thì nó sẽ ra độ nhớt đi. Bắn các bạn ạ. Các bạn cứ cho chạch nó cọ sát vào nhau khi muối này 5 đến 10 phút các bạn ạ. Đây, sắp để cho nó. Nhìn thấy chạch chưa? Ngày xưa các cụ chúng ta là cứ lấy muối và cho đun rơm dạ ấy các bạn ạ. Thì bây giờ chúng ta không có cho, thế chúng ta thay bằng bột mì cũng được. Cứng hết người con chạch này các bạn ạ. Trước nó còn khỏe, nó vẫy rất ác, giờ nó đã thế rồi. Độ 2-3 phút nữa để các bạn sẽ đổ dấm vào cho mình. Các bạn chỉ cần cho dấm trắng thôi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho giấm trắng vào. Các bạn cho giấm vào cho mình nhé. Đây các bạn rất giấm vào. Đây cho giấm vào thôi. Các bạn sắp phải cho cái giấm nó làm cho con chạch của mình sạch nhất đi. Mặn và chua nó sẽ làm cho chạch sóc. Các bạn cũng để cho mình từ 5 đến 10 phút để cho con chạch nó sót và nó chết nhé. Thì các bạn khi chạch nó đã như thế này rồi thì các bạn chắt bỏ cái nước này đi cho mình. Mình sẽ chắt bỏ đi nhé. Đây khi chúng ta đã chắt bỏ hết nước nhé, thì bây giờ các bạn cho mình bột mì vào. Mình cho bột mì để cho nó bám vào chạch ấy, để cho nó làm cho chạch nó sạch và mê cả để cho cái chân nhờn nhớt ấy nó bám vào bột mì, bám vào da này các bạn ạ. Vì chạch nó hô hấp bằng da ấy, cho nên là chúng ta cho bột mì này thì nó sẽ một lúc sau là nó sẽ chết hẳn các bạn ạ. Cứ xóc muối lâu lâu một chút mới giấm một chút thì là sạch nó của mình cũng nhìn chung đã gần như là chết rồi. Và bây giờ mình cho bột mì này để cho cái chạch này nó sau chúng ta tuốt đấy nó sẽ hết chất nhờn nhé. Mình tay
các bạn. Mình để thêm vài phút nữa thôi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tuốt bỏ thêm bột mì ở trong con chạch ra nhé. Khi nó đã hết thì các bạn tuốt bỏ đi phần bột mì nó ra ấy, tức là cái phần chạch của mình nó sẽ hết cái nhớt này đi, cho theo bột mì các bạn ạ. Mình tuốt đến đâu là mình hết tiền đấy các bạn ạ, con chạch nó sẽ ráo như thế này. Chạch một loại sống rất dai các bạn ạ. Các bạn tiếp xúc cho mình. Các bạn có thể sơ chế chạch xong này, các bạn có thể làm chạch thì chúng ta có thể rán lên làm nếp, hoặc chúng ta kho với chả, hoặc các bạn có thể nấu cạch chạch nấu chua nữa các bạn, hoặc các bạn om chạch. Bột mì của mình nó dính cả đó, cũng nhớt rồi. Các bạn khi mình làm như thế mà nó vẫn còn sống. Ngày xưa mẹ mình là cứ hay cho trong bếp bằng rơi mẹ các bạn ạ. Nhưng bây giờ mình không kiếm được thế thì các bạn chỉ cần lấy bột mì là được. Còn các bạn cướp sạch cho mình nhé, sau đó mình sẽ đem đi rửa tóc. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ xả nước vào nhé, để mình làm sạch cái sạch đi. Mình sẽ làm cho hết cái bột mì đi, sau các bạn đem đi mổ sạch nhé, là xong đây. Đây các bạn, sau khi mình làm xong đây là mình đã sơ chế cá chạch như thế này rồi đấy. Như vậy với cách sơ chế này là chạch của mình sạch nhất và này hết sạch nhất các bạn ạ. Không có mất nhiều thời gian của các bạn, là các bạn đã có một món chạch cho gia đình nhà mình. Đây, cách sơ chế rất đơn giản. Các bạn chưa bao giờ làm chạch, các bạn xem video này của mình các bạn cũng có thể làm được nhé. Với con cá chạch không còn một chút nhớt nào như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau video này thì mình sẽ làm một video về cách làm chạch kho sả các bạn nhé.